Tập 13. Triệu huynh, Diệp huynh, ta có chút việc muốn thương lượng với người, chính là cung hỷ phát tài, hồng bao lấy về, vạn sự như ý, một vốn vạn lời. Đang nói cái thuận gì? Bường. Ý của ta muốn nói là ngươi bị bệnh. Ừ. Ta cáo từ. Tổng đại chủ. Ừ. Hả? Tổng đại chủ làm vậy là ý gì? Ta có ý gì à? Trong lòng của cô phải rõ nhất. Bốn cô nương không hiểu. Ngươi thiệt là to gan, dám lấy thuốc giả hãm hại bổn giáo chủ. Đây là loại thuốc mê bí mật hiếm có của ngũ độc giáo chúng tôi, được đưa tới là vì tổng đại chủ, sao có thể là giả được? Thuốc mê bí mật? Tại sao khi ta dùng thuốc này, đầu óc hồ đồ, ăn nói lung tung, muốn nói thì không nói được, không muốn nói thì nói ra cả đống. Tổng đại chủ, có thể cho bổn cô nương xem qua loại thuốc này không? Ừ. Tổng đại chủ, người đang ngậm thuốc này trong miệng có triệu chứng gì? Triệu chứng gì à? Không có. Chẳng qua là điều ta muốn nói, không nói ra lời. Không muốn nói thì nói ra cả đống. Tổng đại chủ nói rõ một chút. Ta nhìn thấy Diệp Phàm, vốn là muốn nói với hắn là chúc mừng Hào Khí Minh đại kiết đại hỷ, mọi người đều đồng tình, đều là huynh đệ tốt của hắn. Nhưng khi ta vừa mở miệng thì là cung chúc phát tài, hồng bao lấy về, thuận bườm xuôi gió. Hơn nữa lúc đó ta thấy Diệp Phàm cũng có chút vạn sự như ý, một vốn vạn lời. Ngươi đang nói cái gì? Chính là như vậy, ta làm sao dám nói tiếp chứ, nên lập tức rời khỏi ngay. Tổng đại chủ nhất định đã dùng qua loại thuốc giải này. Ta đã uống rồi, nhưng đâu phải là thuốc giải, không có một chút công dụng. Đương nhiên là không có tác dụng. Loại thuốc giải này đã trở thành loại bột để làm bánh màu bình thường rồi. Cái gì? Thuốc bị người khác đổi. Ai to gan vậy? Thuốc đã đưa đến tay của đại chủ, đương nhiên là đại chủ rồi. Nếu bổn cô nương đoán không sai, loại thuốc được đổi vào trong này là trà lê hoa. Trà lê hoa? Trà lê hoa là loại độc hiếm gặp ở trên thế gian này, mọc ở đâu thật ra chỉ có trong thần thoại. Người trúng loại độc này, thần trí mê muội, ăn nói hàm hồ, từng bước nặng thêm, điên loạn đến chết. Như tổng đại chủ vừa mới trúng, nhất định là loại độc này. Có cách nào giải độc không? Loại độc này rất khó cứu chữa. Ta nghĩ loại độc này cũng rất bình thường, nếu không ta không thể bình an ngồi ở đây. Vậy tổng đại chủ có nhớ ra mình trúng độc là lúc nào không? Thời khắc là lúc ta đang trên đường tới Hào Khí Minh. Người bị trúng loại độc này, triệu chứng của ngày thứ nhất sẽ bắt đầu vào khắc thứ hai, ngày thứ hai bắt đầu vào khắc thứ ba, ngày thứ ba bắt đầu vào khắc thứ tư, cứ tiếp tục như vậy, có nghĩa là sau này sẽ giống như bổn cô nương vừa mới nói, triệu chứng ngày một nặng, dẫn đến tử vong. Quả nhiên là muốn giết ta. Chết thì chết, đâu phải là chuyện lớn, ta sẽ ép chết nó. Ép chết nó? Khúc giáo chủ à, tổng giáo chủ đang nói cái gì vậy? Tổng đại chủ lại bắt đầu thần trí bất ổn rồi. Tốt nhất đừng để ta biết ai hạ độc, nếu không ta sẽ cho hắn thịt nát xương tan. Vũ Văn Địch, có thuộc hạ. Ta nhớ hai lọ thuốc mà khúc dân của nương đưa, ta luôn để nó ở dưới gối của ta. Lúc ta rời khỏi phòng cũng là lúc minh chủ mở đại hội.
Không phải đã dặn dò ngươi đừng để người ngoài bước vào sao? Đúng vậy. Vũ Văn Địch, ngươi thiệt to gan. Tổng đại chủ, thuộc hạ không biết đã làm sai điều gì. Thuộc hạ rất mật trung thành đối với tổng đại chủ mà. Tốt, ngươi cho ta biết sao ta lại bị trúng độc. Nếu như giải thích không được thì tối nay đừng hòng rời khỏi đi. Tổng đại chủ à, người trúng độc như thế nào thuộc hạ làm sao mà biết được? Thuộc hạ luôn ở ngoài trước cửa nhà, nào có thấy người nào đâu. À, lão phu nhân mời dùng trà. Khoan đã, trà nguội như vậy lão phu nhân làm sao mà uống? À, đại tiểu thư à, trà này còn nóng mà. Người biết cái gì, khẩu vị của phu nhân rất sợ lạnh đó. Mà đi đổi bình trà khác. À, được thôi, tôi sẽ đi đổi ngay. Lão phu nhân vào phòng. Nghĩa mẫu, nghĩa mẫu vô phòng ta để làm gì? Phải rồi, còn có Diệp cô nương. Diệp Tịnh Y, cô đến phòng ta để làm gì? Cậu đưa lão phu nhân đến thăm tổng đại chủ. Nói tiếp đi. Diệp cô nương này nói thuộc hạ mang đến cho lão phu nhân là một ấm trà nguội, nên muốn thuộc hạ phải mang đi đổi. Đầu đá ngươi sao làm theo lời cổ? Ngươi cho cổ cơ hội đổi thuốc độc rồi. Ây da, thuộc hạ thật sự không nghĩ đến điều này, đúng là một kẻ khốn kiếp mà, thuộc hạ đáng chết. Chẳng trách miệng của ta cứ như bị chặn lại mà cổ lại không bỏ đi. Cổ muốn thấy điểm yếu của ta. Tổng đại chủ, ta dám khẳng định người bỏ thuốc độc là ở đầu thúi kia. Thuốc giải cũng đang nằm trên người của nó. Tổng đại chủ, để thuộc hạ đi bắt con nhỏ đó, giao ra thuốc giải độc. Miệng nói không chứng cứ, cổ sẽ nói luôn luôn trong sạch. Hơn nữa Diệp Phàm luôn ở bên cạnh cổ, ngươi bằng cái gì mà muốn lấy thuốc giải? Ê, tổng đại chủ, hay để cho mẻ lệ cổ lệ ra ngựa, dựa vào ma sáu chi pháp, ở đầu đó sẽ ngoan ngoãn đưa thuốc cho ta. Không được, nha đầu này rất thông minh, cổ thiết kế cái bẫy này để hãm hại ta, thì không dễ gì trúng kế của người. Vậy thì tổng đại chủ cũng đừng mong gian xin nó. Ai à, tổng đại chủ, đại trận phù có thể cúi đầu được, có thể ngẩng đầu lên được, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Ai, đi thôi. Đánh chết ta, ta cũng không xin cổ. Tam đại thế gia là Minh Trung Chi Minh, không cần nói chỉ ra chỉ dụ là lực lượng kiên trung của Hào Khí Minh. Các vị ca ca, ngũ đệ tên là Minh Chủ, nhưng đó là trong ánh mắt của người ngoài. Còn trong phạm vi của tam đại gia tộc, luận về gia giới, đệ vẫn là ngũ đệ của các người. Cho nên đệ mới nói tam đại thế gia là vì hào khí của Minh Trung Chi Minh. Thực ra chỉ là tam đại gia tộc chúng ta tiên hiền sở tạo lập lâu, không nên phá bỏ tình hữu nghị vì nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ của các vị ca ca và Diệp Phàm. Kính đạo, Diêu Ảnh, cái câu này ngũ đệ đã nói tới mấy lần rồi. Cũng vì vậy mà hôm nay chúng ta triệu tập tam đại gia tộc để cùng nhau nghị sự. Diêu Ảnh hiểu, huynh đệ vẫn là huynh đệ, đánh gãy xương cốt thì làm sao lành lại. Sao hả?
Đồ đá sao rồi? Ây da, chuyện này không phải như lúc nãy nói hay sao? Là trà gì? Giờ phá tác chân độc của nó mà lại sắp đến giờ. Nghị sự của Hào Khi Minh. Bên dưới có một số chuyện muốn cùng các sư huynh nghị sự. Bá đạo Sơn Trang đang gấp rút tuyển chọn tinh trang ấp đinh để thay đổi cho những huynh đệ bị thương dưới trướng của đệ, để phục hồi vị thập tứ bá đạo ngày xưa uy phong lẫm liệt. Trừ chuyện này ra, chẳng hạn hướng gần nơi Kim Thủy phái xuất nhãn tuyến, đó là địa điểm tập trung tin tức của giang hồ. Trường An chỉ cần một trận gió, nơi đó sẽ gợn sóng. Ác nhân cốc sẽ không xem tam đại thế gia như địch thù. Sư phụ của đệ Dương Di Phong cùng các tiền bối trước của chúng ta căn bản là quán thù đã quá giải, uy hiếp đã giải trừ. Người và ngựa của Đường Gia Bảo có thể an tâm sinh sống. Đại danh của bá đạo Sơn Trang Hào Khí Minh luôn nắm bắt thao luyện phục hồi lại xung quanh hang ổ ác nhân cốc lúc bị tổn thất binh lực. Ngoài ra, hướng gần Trường An phái xuất nhân thủ Nhàn Du hàng thương quân binh, mục đích của chúng ta là lưu tâm đến đồng tĩnh của triều đình. Nếu như giang hồ nổi loạn, nhất định là người trong triều đình tạo phản. Ta hiểu. Đại ca, người ngựa của Tàng Kiếm Sơn Trang cũng nên nhanh chóng tập trung tại bản danh của bá đạo Sơn Trang để chuẩn bị khi cần thiết. Ừ. Thập nhị liên hoàn ô trước tiên hãy quay về thủy trại, một mặt huấn luyện, một mặt đợi lệnh. Ê, tổng đại chủ, người thay đổi chút nào chưa? Sao rồi? Tổng đại chủ à, người cứ gánh vác như vậy không phải là cách đâu. Diệp Phàm đang ở trong tổng bộ nghị sự, nghe nói chiêu tập tam đại thế gia, mấy người chủ sự đó, sự việc xem ra rất cơ mật. Phải, tuy họ làm vậy nhưng mà cũng phải mời phó bang chủ chứ. Người lại không đi, cho dù có cơ mật đại sự gì, gián đã đóng thì... Ngươi là hồ ly. Hả? Còn ta là quả, thịt lại rớt vô miệng rồi. Hồ ly, con quả, thịt. Ê, đứng lại. Đứng lại. Giao thuốc giải độc ra. Cái gì? Thuốc giải độc gì? Bị bệnh thì đi lăn trong lấy thuốc, tìm tôi làm gì chứ? Ê, có phải ngươi ngày hôm đó ở trong phòng tổng đại chủ đổi cái thứ trà? Cái trà gì đó, có phải không? Con quả. Con quả? Quả cái đầu của ngươi. Phải rồi, Lê Hoa. Lê Hoa trà. Người hôm đó ở trong phòng tổng đại chủ đã đổ Lê Hoa trà nhằm mưu hại tổng đại chủ và thuốc giải ra đây, mà không ngươi mất mạng đó. Ta nói cho ngươi biết, trong phòng tổng đại chủ ta không hề đổ thứ thuốc Lê Hoa nào hay là thứ độc gì. Ta từng cho hắn một thứ mà hắn thích. Minh chủ, thập nhị liên hoàng ô cũng là liên minh quân thứ nhất Hào Khí Minh, muốn cho lui là lui. Không lẽ cho rằng Hào Khí Minh của Diệp gia người đứng ra sáng lập hay sao? Ta chẳng qua chỉ muốn cho các ngươi nghỉ ngơi một chút, dưỡng binh ngàn ngày tận dụng nhất thời. Chuyện muốn thập nhị liên hoàng ô lui về thủy trại, huynh có nghị sự cùng các nghĩa huynh tại hạ chưa? Huynh thấy chính phó ban chủ Hào Khí Minh đó lúc sơ khai cũng đâu có huynh ta sáng lập mà. Giờ ngươi lại cho huynh ta xếp ra ngoài, ta là người đầu tiên không phục. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Ta sớm đã đi tìm hắn, chẳng qua hắn đang bị bệnh cho nên không có tới được. Huynh phái người qua đó tìm hắn chưa? Đương nhiên. Nghĩa huynh, huynh đến đúng lúc. Diệp đại minh chủ muốn đem thập nhị liên hoàng ô lui về thủy trại. Nghĩa huynh, đây rõ ràng là âm mưu của tên Diệp Phàm đó. Hắn ỷ vào chức minh chủ đại quyền, hắn muốn làm tan rã liên minh lực lượng Hào Khí Minh với bá đạo Sơn Trang, lại dội dàng điều Tàng Kiếm Sơn Trang vào Hào Khí Minh. Ý tại dụng binh tự trọng, muốn biến cho Hào Khí Minh thành tài sản riêng tư của hắn. Chị huynh, lâu nay giao hảo của tam đại thế gia là cùng chí hướng, chúng tôi không có ý phân chia. Hơn nữa, đây cũng là địa hạt của Hào Khí Minh chúng ta. Tuy rằng mỗi người một môn phái, nhưng cũng vì lo sợ cho sinh linh đồ thán nên mới có chuyện khởi nghĩa xảy ra. Mục đích là muốn mọi người bình an vô sự. Ý của tại hạ là
hãy để cho các môn phái trở về bổn môn. Còn ngũ đệ của ta là một người có tính suy nghĩ kỹ càng. Nhưng mà không ngờ Trị huynh đang bị bệnh. Nhưng Trị huynh đã hết bệnh và đã quay trở lại. Vậy thì tại hạ đợi nghe cao kiến của Trị huynh. Đúng vậy. Trị huynh kính đạo tính rất nóng nảy. Cho nên đối với Diệp huynh đệ có chút hiểu lầm. Ngươi đừng thấy lạ mà làm tổn thương hòa khí các huynh đệ. Ta không bao giờ hiểu lầm đâu. Triệu huynh à, nói vài lời đi. Miệng con quạ không ăn được thịt, ta không muốn ăn có được không? Ta phải bay lên. Ê, xem ra Nghĩa huynh đã bị bệnh rồi. Chuyện rút lui thập nhị liên hoàng ô quay về thủy trại ngày khác rồi bàn tiếp. Các vị cáo từ. Nè, giáo chủ. Võ Đàng. Dạ. Sao vẫn chưa thấy Tả Hộ Pháp trưởng lão Triệu Vô Kỵ tới tham gia thịnh điển vậy? Tả Hộ Pháp có truyền lại mật tin nói hắn đang rất bận việc tại Hạo Khí Minh, ám trong sách ứng cửu dương gia Lý Diêm, nên không tiện lộ diện thân phận của bổn giáo. Tả Hộ Pháp suy nghĩ chu đáo, bắt đầu thôi. Dạ. Cung thỉnh thánh nữ. Ta có nghe qua thánh nữ sẽ là giáo chủ tương lai của các người. Sau khi giáo chủ trăm năm, chiếc ghế này sẽ là của người lãnh đạo mọi người cùng bổn giáo phát huy quang đại. Chúng tôi tuân phục. Ta sớm biết cô là cái họa trong cuộc sống của ta. Cô hại ta, ta nhất định sẽ giết cô. Nghe chưa? Có bản lĩnh thì giết ta đi. Triệu Vô Kỵ, ta cho ngươi biết, tại cô đảo, tại đại điện của ngươi, ta không biết chết bao nhiêu lần mới quay trở về, chứ không phải là lần này. Sự không còn nhớ gì sao? Huynh có còn nhớ ai là Ninh Hinh không? Ninh Hinh, một cái tên nghe rất lạ. Lúc trước Huynh nhắc tên này với muội sao? Tuy Huynh cái gì cũng không còn nhớ, nhưng nhớ rõ lúc Huynh tỉnh dậy, mùi ở bên cạnh chăm sóc cho huynh. Cảm ơn mùi. Bởi vì huynh là ân nhân của Đường gia bảo mùi. Tuy rằng ký ức của huynh không còn, nhưng huynh cảm thấy
Ở chỗ này muội là người thân duy nhất của huynh. Đang nhớ tới đường Tiểu Quyển không? Không có thể. Nhưng bây giờ huynh lo cho muội nhiều hơn cho cổ. Lo cho muội cái gì? Có phải là muội đã làm gì trên thân thể của Triệu Vô Kỵ hay là không? Muội không cần giấu huynh, huynh vẫn nhớ lời muội nói. Thì ra huynh còn nhớ. Vậy hãy hứa với muội không nên lo tới chuyện này. Huynh chỉ cần tuân theo tự nhiên, xem như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra Triệu Vô Kỵ sẽ biến thành con chó vậy. Muội không hề sợ hắn. Mình thường dễ tránh, cung ngầm khó phòng. Đại khái cung ngầm của hắn chưa bắn ra thì đã bị Bồ Tát Quá Hại Từ Thân năng bảo rồi. Muội đã làm gì? Tổng đại chủ, có phải giờ phát chất độc của hôm nay đỡ hơn hôm qua nhiều không? Có lẽ là vậy. Ta cũng thấy giờ phát độc của nó đã đỡ hơn nhiều. Giờ phát chất độc của hôm qua nó kéo dài hơn hôm nay. Cứ kéo dài mãi thì sẽ bị điên mất mạng. Chẳng khác gì giống như là người chết. Con nhà đầu thú này quả là ác độc. Tổng đại chủ, người sắp chết rồi, vậy chúng tôi phải làm sao? Nếu như người đã chờ chết, chi bằng chúng ta liều mạng bắt con ai đầu đó giao thuốc giải cho chúng ta. Phải liều chết bằng giờ trang chủ. 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 Bảo vệ ban chủ. Liều chết bằng giờ trang chủ. Các ngươi theo bổn đại chủ bấy lâu không học được chút thông minh nào vậy? Muốn liều mạng phải coi có giá trị hay không và cuộc diện như thế nào. Tam đại thế gia tráng chí hào hùng toàn bộ đều nghe lệnh của Diệp Phàm. Cứ cho là Liễu Kính Đào và hắn bất hòa, hắn cũng không dám phản lại Tam Đại Thế Gia để mà theo chúng ta. Các người nói chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Tổng đại chủ. Chỉ cần chưa làm hư đại sự của Dương gia, Triệu Vô Kỵ có chết cũng cam tâm. Tổng đại chủ. Tổng đại chủ thật là nghĩa bạc dân thiên, nhật nguyệt vô quy, giang hồ ảm đạm. Nếu như không trách, bổn cô nương muốn nói chuyện này với Dương gia. Không đúng, cũng là ngày sau của hoàng thượng, truy phong quy liệt trung, dĩ biểu đại đường, dĩ bành hậu thế. Cảm ơn tam cô nương.
Vũ Văn Định, đóng cửa lại. Ờ. Vũ Văn Định. Dạ. Yeah. Tung hoành giang hồ đại đường, ta nghĩ rất lâu, người có sự trung thành với ta, quả cảm thương chiến, e là chỉ có mình người thôi. À. Ê. Tổng đại chủ, thuộc hạ nguyện xông vào biển lửa vì tổng đại chủ, vạn tử bất nan. Được 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 được. Ờ, ngươi đứng lên đi. Ờ, ngươi không cần vì ta mà chết, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc rất đơn giản. Tổng đại chủ, xin người cứ nói. Người hãy giúp ta nói vài lời với Diệp Tử. Người nói là coi như ta xin cổ hạ thủ lưu tình, xin cổ cho ta thuốc giải. Người nói là ta sẽ cảm kích cổ, hơn nữa những chuyện trước đây mong cổ bỏ qua cho ta. Tổng đại chủ à, không phải vừa rồi người trước mặt lớn tiếng nói với mọi người, không phải là thất tiết hay sao? Chuyện này so với thất tiết còn khó coi hơn. Diệp Tử này tính khí rất quật cường, nhưng nói thế nào thì tâm địa vẫn hiền lành. Còn nữa, cổ thích mềm không thích cứng, muốn cổ lấy thuốc giải qua bộ rất dễ dàng. Bất quá là nằm ở cái lúc cổ vì bổn đại chủ mà giải độc. Nếu cổ không phải là một người thừa cơ hội, hơn nữa bị người khác phát hiện. Hey, người nói coi, sắc diện của ta có bị tổn thất không? Thuộc hạ đã hiểu rồi. Tổng đại chủ, có phải là như thế này không? Cái con nha đầu này đem thuốc giải cho tổng đại chủ, Diệp Phàm nhất định sẽ theo bảo vệ cô ấy. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không phải là kình địch của tổng đại chủ. Tổng đại chủ không thể nào mất mặt ngay trước mặt của bọn họ, cho nên mới tận nghĩ ra một cách, đó là không cho hắn theo qua đây. Ngươi theo ta bấy lâu nay, coi bộ đã thông minh hơn nhiều. Ngươi nhất định sẽ là trợ thủ đắc lực của ta. Tổng đại chủ, đối với thuộc hạ là ân đồng tái tạo, thuộc hạ quyết liệt cái bạn này, cậu phải thuyết phục cho bằng được con nhà đầu đó bí mật giải độc cho tổng đại chủ. Được rồi được rồi. Ê, ngươi nhớ, nhà đầu đó thích ăn mềm chứ không thích ăn cứng. Ngươi phải quỳ xuống gian sinh, không được chọc giận cổ, có biết chưa? À, thuộc hạ đã nhớ rồi. Bây giờ thuộc hạ đi đây. Ừ, được được, đi mau. Ăn mềm chứ không ăn cứng. Ta đang nói cái gì đây? Ngũ ca làm sao biết đó là nguy kế của muội? Nhưng muội thì không ngờ huynh lại nhìn thấu được. Còn không ra đi. Kiếm ta có chuyện gì? Xin mình chủ đừng giận, tại hạ tội bất kính. Tại hạ tới đây thật sự là có chuyện rất vội. Chỉ là chuyện này không thể nói trước mặt minh chủ, chỉ có thể nói với lệnh muội thôi. Ngũ ca, hắn chỉ là người truyền lại lời nói, chúng ta đừng làm khó hắn. Nếu không, tiểu muội đơn độc nghe hắn nói chuyện vô kỵ muốn cái gì? Tạ ơn minh chủ. Đại tiểu thư mời. Dạng này tiểu thư, dạng này tiểu thư, xin hãy cứu tổng đại chủ của chúng tôi đi. Tổng đại chủ của chúng tôi không muốn mất mặt trước mặt ca ca của cô, cho nên nhờ tôi tới gian sinh cô. Chỉ mình cô đi với tôi thôi, chúng tôi nguyện ý quy triệu. Tôi gian sinh cô, hãy cứu đại chủ của chúng tôi đi. Tổng đại chủ chúng tôi nhất định rất cảm kích cô được không? Đại tiểu thư, tổng đại chủ chúng tôi khen cô rất đẹp, đến động lòng người, tâm địa rất hiền lương, giống như tiên nữ giáng phàm. Cho nên tân đại chủ không cần nói cô một lần thôi, tại hạ bảo đảm dạ, xin thề đó.
Tự thật có được không? Trời ơi. Đại thiếu thư, tổng đại chủ chúng tôi thật sự là không có ác ý với cô đâu, mà chỉ muốn cô đưa thức dậy cho tổng đại chủ tôi. Thật sự là không muốn cái ca cô đi đâu. Cô hãy tin tôi đi. Cô hãy làm ơn cứu tổng đại chủ tôi đi mà. Tôi xin thề với cô sẽ bảo vệ cô. Đại thiếu thư, đại thiếu thư, tôi gian cô đó, làm ơn làm phước cứu tổng đại chủ đi mà. Cô hãy cho tôi một chút sĩ diện để cho tổng đại chủ biết. Đại thiếu thư, đại thiếu thư, tôi van xin cô hãy vì tôi mà cứu tổng đại chủ đi hả? Vũ Văn đại nhân, đã tới giờ rồi. Tổng đại chủ đã sao rồi? Bình tình lại phát tán. Đại tiểu thư này nói có đến không vậy? Không lẽ cô đùa giỡn với Vũ Văn đại nhân? Im nghe cái miệng ăn mắm ăn muối của ngươi đi. Dịp cô nương nhắc giả cho cô. Mời tiểu thư. Tiểu thư, mời. Như núi đổ, bệnh như bị mất hết sức lực vậy sao? Cô, người không thể gấp được. Nè, ác nhân cốt chúng tôi rời xa Trung Nguyên, đồ đạc mang đi rất là đơn giản. Ngươi không cần thì ta đi. Ê, hủy đi. Vậy là tốt rồi. Khí nhập đan điền, liền vào bách hội, sau đó đi khắp tuần hoàn, phát huy tác dụng của thuốc. Giờ huynh thấy thế nào? Có phải tiền đan điền hậu bách hội tuần hoàn phát nhiệt, sao ngươi lại lắc đầu? Ngươi thiệt là lạ, đây là ý gì? Trời ơi, tổng đại chủ à, độc đã tiêu hết rồi thì phải nói ra chứ. Dạ. Nếu sớm biết lúc đó, ta đã giết chết cô. Vô Kỵ, ngươi vẫn chưa thay đổi tánh giết người, uổng ta mang thuốc giải độc cho ngươi. Ê, đừng đi.
Dù sao thuốc giải độc ngươi cũng đã hửi rồi. Ta cho ngươi biết, độc lê hoa trà kéo dài rất lâu, nên thuốc giải độc cũng có thời gian rất dài, còn phải thêm mấy khắc nữa. Lê hoa trà độc có thời gian rất dài, thuốc giải độc cũng cần có thời gian dài. Nói cho đúng, người đã trúng phải lê hoa trà độc đã 4 canh giờ, cho nên thuốc giải độc cũng cần tới 4 canh giờ. Nhất thiết phải đợi tới trời tối mới thấy hiệu quả. Nè, thuốc giải độc này cho ngươi. Thuốc sẽ hết linh nghiệm, ta sẽ không lo cho ngươi. Con nhà đầu này, tổng đà chủ mà không hết thì ngươi đừng hòng ra khỏi nơi đây. Chuyện này là sao? Quỳnh đã dùng đường môn tầm nã điểm nguyệt của bọn họ. Nếu không làm vậy, mùi không có ra được đâu. Tiểu Vô Kỵ rất thông minh, đáng tiếc hắn lại dùng vào chuyện này. Quỳnh đã sớm nói với mùi, hắn không phải là người tốt, đừng có gần hắn. À, từ nay về sau đừng ai nhắc tên Tiểu Vô Kỵ trước mặt mùi. Tổng đại chủ cho truyền ta? Dạ phải, tổng đại chủ cho truyền khúc cô nương tới, chủ yếu là để nghị sự. Đi thôi. Mời. Tổng đại chủ, thuộc hạ đang ra tay. Không ngờ là cái tên Diệp Phàm đó lại điểm nguyệt, nhất thời không dãy dụa được, cho nên... Người ta đương nhiên phải đề phòng ám toán, điều cần biết là thuốc giải đó phải thật hay không. Đổ cho ta thuốc giải độc. Thế nào, là thật hay giả? Tổng đại chủ sau khi uống cảm thấy ra sao? Ta lúc đó ta dùng mũi ngửi, sau đó hắt hơi một cái, kế tiếp thì toàn thân thấy rất nóng. Đó là bột ớt, đương nhiên là nóng rồi. Và hắt hơi là chuyện bình thường. Cái gì? Cô nói đó là bột ớt? Vì là bột ớt mới để cho tổng đại chủ ngửi bằng mũi, không cho người dùng tay để uống. Thì tức chết. Một NPC làm quấy đảo tới như vậy, người của JX003 có lợi hại không? Ta muốn các người đen hết. Vũ Văn Địch có triệu tập nhân mã không được đâu, tổng đại chủ không có được đâu. Thuộc hạ đã trinh thám rồi, thuộc hạ hoài nghi trong bên đường có quân Mai Phong, trở nên mạo phạm. Vậy ngươi cùng Cửu Dương gia đi chết trước đi. Khúc Vân cô nương, có cách nào để cứu ta hay không? Nghe thiên mệnh đi. Nghe cái gì thiên, do cái gì mệnh? Khúc Dần thấy thứ ngũ độc lê hoa trà là ngũ độc giáo hội độc bá thiên hạ, không ngờ là nằm trên tay ả đó. Còn cái mạng này thì... Cảm ơn lời dễ nghe nhất của cô. Cút đi.
rút hết ra ngoài cho ta. Sẽ chỉ đau sẽ nhìn trời.